Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Phải nói rằng là cái thú chơi âm thanh cũng quá gian nan vất vả các bác. Bởi vì là cũng phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu rồi là tìm hiểu thì chúng ta mới biết được là dòng sản phẩm nào nó hay, nó chất lượng. Và đặc biệt là cũng phải mất rất nhiều sức lực để chúng ta kiếm tiền. Sau đó tích lũy thì chúng ta mới có cơ hội được sở hữu những con đẩy Crown đến từ thương hiệu của Mỹ. Đấy. Đúng không? Chưa kể đến một số khó khăn mà như anh em nói rằng là khó khăn ở phía gọi là đối tác nhà mình. Đấy. Khi mà mua những sản phẩm nó đắt giá như thế này, nhiều khi là đối tác không ủng hộ là chúng ta cứ gọi là ngậm đắng nuốt cay thôi. Cho nên là ngày hôm nay thì báo cáo các bác là bác nào mà có dậu mùng tơi nó vững vững một tí thì mời các bác hãy cùng xem hết cái video này. Còn những bác nào mà cảm thấy rằng nó chưa yên chí, mà cảm thấy rằng là cái nồi cơm của mình nó gọi là còn đang rung rinh thì thôi thì cứ gọi là tham khảo để đấy đã. Đấy. Khi nào có cơ hội hợp lý là mình tấn công luôn. À, nói như thế để các bác biết rằng là ngày hôm nay Phương giới thiệu bác một con đẩy Crown, nó phải nói rằng hàng đẹp xuất sắc luôn. Mời các bác hãy cùng ngắm nhìn con đẩy Crown ngày hôm nay. Đấy, 2402. Mặt mũi thì khôi ngô tuấn tú, đẹp xuất sắc. Đấy, tất cả các bác cùng quan sát ngoại thất của nó. Những con đẩy này em lên rất là nhanh, bán rất là nhanh các bạn. Đấy, con đẩy này là con đẩy đời cao của Crown. Các bác để ý thấy rằng là con này nó sử dụng cái rắc như thế này. Đây là những cái đường gọi là kết nối với máy tính. Đấy, đây là những con đẩy đời cao hơn. Made in USA. Đấy. Dây nguồn của nó to khủng bố luôn các bác. Này các bác nhìn này. Con này thì bản này là bản chạy điện auto. 220 đến 240 đều chạy được. Đấy. Hàng đẹp leng keng luôn. Các bác thấy sao? Đấy. Trông cái dây nguồn nó đã đẳng cấp rồi. Trông cái rắc kẹp này các bác đã thấy đẳng cấp rồi. Đấy. Những hàng này là săn tìm nhiều khi là không có hàng để bán rồi các bác. Bây giờ em quay nội thất để các bác cùng ngắm nhìn nhá. Nào. Nói chung là chăm nghe không bằng một thấy, mà chăm thấy không bằng một sờ. Sờ rồi thì chúng ta muốn sở hữu nó ngay. Đấy. Wow. Đúng là tiền nào vải đấy các bác. Khi các bác bỏ ra số tiền nhiều hơn so với người khác thì đương nhiên các bác được quyền sở hữu những sản phẩm nó đẹp hơn, chất lượng cao hơn. Đấy. Đúng không các bác? Đấy, người ta nói rằng là nếu muốn có được những thứ mà người khác không có thì các bác phải làm được những cái việc người khác không làm được. Đấy, cho nên là muốn sở hữu được những con đẩy này, các bác cũng phải là người có một điều kiện một chút thì chúng ta mới đầu tư đến dòng này. À, con này thì chạy hai nguồn vàng luôn các bác này. Đấy, trông cái nguồn nó mới dã man luôn. Các bác để ý con ốc này, nó còn trắng phau luôn. Đấy. Hệ thống sò của nó thì nó chạy tất cả là 24 sò vương miện của Mỹ. Nhìn cái sò của nó trông ngon lành luôn. Trông này chỉ muốn cho vào gọi là xào ngay lập tức. 10 tụ lòng nguồn. Các bác nhìn kỹ cho em nhé. Đây là cái vỉ đầu vào của nó này. Đấy. Vỉ tín hiệu đầu vào này. Các bác nhìn nó long lanh chưa? Em nghĩ rằng là nó long lanh đến mức gọi là chúng ta hơn cả cái khả năng mong đợi của các bác. Đấy. Long lanh hơn mức mong đợi. Đây các bác này, đây là hệ thống dơ le bảo vệ của nó. Đây Crown thì nó có một cái đặc điểm rất là gọi là tốt như thế này. Là dù nó đánh nó to nó bé nó vẫn đánh được. Mà nó không làm cháy loa các bác. Nếu mà nói để Crown mà để cháy loa thì gần như là tỷ lệ nó 0% luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những con đẩy Crown này, thứ nhất là nó có hệ thống cảm biến công suất. Dù đánh loa to hay loa bé, nó đều tự cho ra một cái dòng, một cái công suất phù hợp. Đấy. Cho nên là ví dụ như con này đánh được loa full đôi,
bát 40, nhưng mà đôi khi là dùng đánh với bát 20 nó vẫn đánh bình thường, kể cả các bác bạn mắc công suất lên nó vẫn không chết loa. Cái thứ hai là nếu giả sử rằng cục đẩy nó có cái gọi là bất thường, trục trặc, thì nguyên cái hệ thống đèn gọi là đèn báo của nó đã báo và nó ngắt hoàn toàn luôn, ngắt hoàn toàn công suất luôn, giờ này nó ngắt luôn. Và nếu chập dây loa thì những cái này này là nó sẽ ngắt luôn, được con này, đây là gọi là cái dơ le bảo vệ đấy. Cho nên là các bác yên tâm, chơi đẩy cờ đao là một trong những thần bảo vệ dàn máy của mình. Còn nói về chất âm thì cũng có bác đang, như sáng nay em cũng có gặp cuộc điện thoại, bác nói rằng là chơi đẩy cờ đao thì cái quạt nó kêu to so với đẩy khác, thì đúng là như vậy. Sau đó bác lại có ý tưởng là mua một con đẩy EV, đúng không? Đẩy EV hoặc là đẩy QSC. Thì anh Phương đánh giá là những con đẩy đấy nó cũng rất tốt so với những đẩy Trung Quốc, nhưng mà nó chưa đủ tầm để mà so sánh với đẩy Crown. Đẩy Crown nó ra cái tiếng nó thả mềm mại và sâu hơn rất nhiều. Nhiều bác nói rằng là đẩy Crown đánh nó không căng. Thực ra cái căng của nó thì nó lại gây ra chối và sốc, thì cái đấy nó lại chỉ phù hợp với đẩy Trung Quốc. Còn với đẩy Crown thì nó ra tiếng bát nó mạnh nhưng nó rất là mềm và nó êm. Chúng ta không cảm giác nó bị trăng chối như kiểu là chúng ta sử dụng đẩy Trung Quốc. Cho nên các bác cảm nhận thấy là đẩy Crown nó không mạnh, nó không gọi là căng như đẩy Trung Quốc, là cái nguyên lý do như vậy. Bởi vì tiếng bát nó làm cho nó mềm mại êm ái đi rồi. Cho nên các bác có thể ngồi trước cái bộ dàn máy sử dụng đẩy Crown có khi hàng vài giờ mà chúng ta cảm thấy nó rất là bình thường, nó không có cảm giác mệt mỏi, nó không có cảm giác ồn ào mà khó chịu đấy. Cho nên là khi chúng ta đó, chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thư giãn đến mức gần như tuyệt đối luôn các bạn đấy. Còn cái quạt của nó thì đồng ý là cái quạt của Crown, nếu như những modem dưới 5000 5002 thì có cái tiếng quạt nó cũng kêu to hơn so với mức bình thường. Nhưng em nghĩ rằng là nó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chất lượng của dàn máy. Khi các bác sử dụng thì các bác đang sử dụng con đẩy Trung Quốc thì các bác thấy rằng là quạt của nó im hơn, bởi vì nó sử dụng cái quạt thẳng đứng. Thế còn dòng đẩy Crown nó sử dụng quạt đồng trục, nó chỉ có một quạt thôi, cho nên là tiếng quạt của nó hơi to hơn so bình thường. Nhưng mà nói tóm lại là 1001 bác chơi được thì không có lý do gì cá nhân một mình bác không chơi được. Bởi vì thực ra nó cũng không, nó là to hơn thôi chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng âm thanh hay chất lượng dàn máy cả. Đấy, đấy là cái tư vấn để các bác lựa chọn. Thế còn thực ra là khi nó kêu to chúng ta có phương án đơn giản thôi mà. Cái này thì nó có hai cái dây điện đầu vào đây, các bác có thể là muốn nó im thì các bác chỉ cần rút một trong hai cái dây này ra là được rồi. Đây này, ví dụ hai cái đầu dây quạt nó đây này. Đấy. Các bác mà cảm thấy mà nó kêu to quá so với cái yêu cầu của mình, rút luôn cái dây này ra, im 100%, không bao giờ nó kêu nữa. Đảm bảo các bác, nếu mà bác rút ra rồi mà nó vẫn kêu, em cho thêm tiền luôn các bác. Đấy. Được không các bác? Nói như vậy thôi chứ thực ra là đẩy Crown vẫn là một trong những mã sản phẩm mà nhiều người mơ ước, mà nhiều người phải có tiền mới mua được, chứ không phải là dễ chịu để mà mua được ngay lập tức các bác. Cho nên các bác cứ vui vẻ mà thoải mái để hưởng thụ những cái gì mà chúng ta có được. Đấy, đấy. Cho nên là các bác cứ yên tâm luôn. Thế còn những sản phẩm này em nghĩ rằng là nó xứng đáng với cái số tiền các bác đầu tư. Và con đẩy Crown 2402 này hiện tại đang có giá tại cửa hàng con đẹp như thế này, giá của nó chỉ rơi vào khoảng 19 triệu đồng một con này. 19 triệu đồng. Còn giá ship mời các bác hãy đặt cọc, sau đó là thêm cho em vài trăm nghìn nữa là em sẽ gửi ship tận nơi. Con đẹp thì giá của nó cao hơn một chút so với con thường. Còn con thường thì giá của nó loanh quanh tầm 19 triệu một con, là cũng giá tầm đó, nhưng mà là bao ship. Thế còn con này thì giá chưa bao ship các bác nhé. Mọi chi tiết các bác gọi cho em với số máy 0971998555 để sở hữu con đẩy đẹp như mới này. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.